À, chào anh em nha. À, trưa nay em sẽ lên những chiếc đồng hồ thiên về công sở, là những cái mẫu nó rất là đơn giản và nó thanh lịch, nó rất là đây. À, mẫu đầu tiên sẽ là một chiếc đồng hồ của thụy sĩ. Ở đây nó có chữ là Swiss Movement. Đây là một cái hãng lạ, một cái thương hiệu khá là lạ, và nó sử dụng nó máy thụy sĩ để lắp vào cho cái thương hiệu của mình. Thì em cũng đã nói ở các cái video trước, có nghĩa là có một số các cái hãng nhỏ nó không có đủ cái kinh tế và khả năng để sản xuất những bộ máy cho riêng mình, thì nó sẽ tập trung vào khâu thiết kế, sau đó về phần máy móc nó sẽ mua lại của những cái hãng lớn để vẫn đảm bảo về cái chất lượng của mình. Thế nhưng mà về cái khâu thiết kế thì lại rất là đẹp trong cái tầm giá. Và điển hình như cái chiếc em đang cầm á, nó rất là thanh lịch, hai kim chính và kim rốn gốc 6 giờ, vô cùng là thanh mảnh lịch sự. Chiếc này là size 40 và viền vàng, núm zin của nó có cái nó cũng có khắc cái logo của hãng nè. Và chiếc này á, thì em chỉ có hai chiếc thôi, nhưng mà khi mà nó về á, thì chỉ có cái mặt à, còn dây và khóa thì em đã phải đi mua mới ở ngoài. Dây thì em cũng đã phối cho nó một cái sợi dây phù hợp với lại cái đồng hồ, và cái khóa cũng là khóa vàng như vậy. Nói chung là khá là đẹp. Và cái chiếc này thì em size 40 hay sao, để em kiểm tra lại coi. À, đúng chính xác nha, con này là size 40 chưa tính nụ, và nó khá là mỏng, đúng kiểu của thụy sĩ nè. Chiếc này anh em nào mà tay tay vừa vừa nhỏ thì thôi, chứ lên tay này rất là gọi là vô cùng là thanh lịch á. Và anh em để ý cái thiết kế của nó, thực sự là nó một nét đơn giản, tuyệt đối đơn giản mà rất là đẹp. Bộ kim lá lúa này. Rồi còn nguyên tem đít này nha. Rồi ok, chiếc này thì em sẽ để giá tốt cho mấy anh em, đó là 950k đồng giá nha. Một chiếc là dây dây có vo gân, và một chiếc là dây dây trơn. À, cái nào em thấy cũng phù hợp với lại cái mặt của đồng hồ cả. À, 950 ngàn. À, chiếc này cũng vậy. À, chiếc này thì 6 kim 3 cốt, viền vàng cũng rất là đẹp. Đây là một cái hãng của Nhật, sử dụng máy Nhật. À, kim chính của nó là cũng là kim rốn ở góc 3 giờ đây, 6 giờ đang chạy nè. Còn cây kim dài chính là kim của bộ chrono. Con này cái form này, cái form oval này mà nó, nhưng mà nó lại là size to nha. Đây, size 38.8, khoảng 39 á. Size dọc của nó sẽ là 40. À, để em đeo lên tay em rồi em biết rồi. À, vậy tính ra cái con Atomic này nè, nó sẽ tương đương với cỡ size 40, 40 tròn, 40, 41. Anh em nào mang đồng hồ tròn mà size cỡ 40, 41, 42 lên tay rất là ôm và đẹp. Chiếc này thì cũng là thép đúc nguyên con, và đây là một cái bảng chrono limited edition máy 0x 20 gì đây. À, nói chung đây là một chiếc đồng hồ dáng tăng, khá là đơn giản mà kim á, được kim xanh này, đẹp á. Thì đây là những cái mẫu nó rất là thanh lịch và nó phù hợp cho mấy anh em yêu thích sự nhẹ nhàng, đơn giản. Chiếc này cũng đồng giá luôn, 950k, bởi vì nó không có mới bằng cái chiếc kia. Nè, chào mấy anh em xem đó, thấy không?
cái nước vàng của thằng này nó mới hơn, nhưng mà cái chiếc này thì nó 6 kim thôi, đồng giá luôn, 950. Ở đây thêm một chiếc con này cũng đồng giá luôn nè, 950 là Technot. Con này thì độ mới rất là cao. Đây, ba cốt cũng là 6 kim. Đây, kim dây của nó là có hình mũi tên này, cũng hay hay nè. Technot niềng không xây được nha, cái mẫu này thì niềng không xây được, và các cái kim ấy cũng đều đang hoạt động tốt. Này, kim dây nó kim kim 6 giờ lại là kim dây của bộ chrono, còn kim dài sẽ là kim dây chính. Rồi, ok, con này size bao nhiêu ta, chắc cũng 40 quá. À, đúng chính xác luôn, 39.6, chưa tính nụ. Rồi, đồng giá luôn, 950. Rồi, và một chiếc này nè, nhưng mà con này lại là hàng new, hàng trưng bày nè. Đây là một cái thương hiệu Hugo Boss, nó là một cái thương hiệu của thương hiệu này là của Đức nhưng mà lại sử dụng máy Nhật. Đó. Đây, nói chung là con này độ mới là gần như 100%, chưa qua sử dụng, giá nó hơi cao bởi vì cái mẫu này nói thật là em nhập cũng cũng hơi cao. Và riêng cái thằng thương hiệu Hugo Boss này nha, giá nó rất là cao, bởi vì là nó là của châu Âu mà nó sử dụng tiền euro thì quy ra tiền Việt thì dĩ nhiên là cao ghê lắm. Đây, rất là đẹp, nó có cái xước phay phay để chống bám vân tay, cái vỏ này khó có cái logo thương hiệu này Boss. Anh em nào mà chơi hàng si mà chơi mà giày dép rồi chắc là biết cái thương hiệu này, giày của nó là cao ngất ngưỡng lắm, nhưng mà mẫu nào của thằng Boss này cũng đều chất đó, bởi vì nó là đậm chất không sợ mà. Rồi, lịch này chạy ok, vẫn là hai kim chính và kim rốn. Con này thì mặt màu xanh, dây da nâu, chưa có dấu hiệu sử dụng, nguyên hộp của nó nè khá là đẹp. À, còn cái sổ hướng dẫn sử dụng nè, chiếc này đã coi đi coi, size là 40, size 40, khá là mỏng. Con này và cái con đây nè, hai con lên tay cũng đều như nhau thôi. À, nhưng mà con này thì giá hơi cao nha, con này giá 2,1 triệu, gần như là con này là hàng new luôn đó. Đó, giá hãng nè 245 đô nè, xin toàn bộ, khó cũng có logo của hãng nè, Hugo Boss. Rồi, ok, như vậy là trưa nay em lên một số các cái sản phẩm thiên về công sở đó. Bốn chiếc này thì là đồng giá 950, còn riêng cái Hugo Boss này sẽ là 2,1 triệu. Rồi, chào anh em.